Tốt nhất người cần cách ly nên ở phòng riêng. Nếu không có phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách giường ngủ của các thành viên khác ít nhất là 2 mét và xa khu sinh hoạt chung. Phòng cách ly nên đảm bảo thoáng khí, không sử dụng điều hòa nhiệt độ, thường xuyên vệ sinh, hạn chế các vật dụng trong phòng. Nếu có điều kiện, nên chọn phòng ở cuối dãy, cuối hướng gió, xa khu vực đông người qua lại. Phòng có nhà vệ sinh riêng sẽ tốt hơn, có các dụng cụ sát khuẩn như xà phòng, nước sạch. Trong phòng cũng cần có thùng rác, có nắp đậy,